Sorry các bạn nha, tại cái video bổ chức hồi nãy có ba mình gọi cái việc mình nhỉ, mình chuyển khách chuyển khoản. Rồi bây giờ mình tiếp tục video thì mình cắt lẽ mình tại vì cái lỡ gọi sự cố kỹ thuật không lường trước được, mình sẽ chia ra hai video. Bây giờ mình sẽ nói tiếp, bây giờ phần 2 ha. Các bạn xem nè, cây Bico Karata và mình sẽ bỏ vô đây. Mình sẽ gấp cái tấm bảng này lại, gấp thành đoạn như này và bỏ vô đây. Thế là xong, mình đã có được một đơn hàng cây bắt hồi siêu tuyệt vời. Các bạn nhìn nó lỏng lẻo đúng không? Lát mình lắc cho các bạn xem. Mình sẽ đóng vô. Mình cảm thấy kiểu hầu hết á chung chung với nhau, những người chơi cây bắt mồi giống tụi mình toàn người mập, thấy cũng nhiều người mập trong hội. Mình thử lắc nè, trước mình từng thử mình chơi ném luôn á. Đây, bạn có thấy đây, không sao hết. Đó. Ship an toàn, tại mình rút kinh nghiệm từ những đợt trước, mấy cái đợt mà mình ship hàng trước, ship hàng kém. Tại lúc đó mình còn non, mới chơi còn non, ship hàng kém. Xong cuối cùng lúc kiểu ra người ta xong thì bị héo. May là người ta không bắt đền, chứ không thôi thì buồn. Tại vì cây mình bán những cái cây kiểu như gọi là chấn quần của mình, kiểu mình chăm lâu lắm rồi thì mình tiếc đó. Nhưng mà có một cây duy nhất là mình chưa bao giờ mình bán. Cái cây nắp bóng đầu tiên mình mua là cây nắp bóng Bico, là cây này, nhưng mà lúc đó size bé lắm, cỡ này nè, 200 gì đó. Trời, tiếc. Lúc đó là kiểu mới chơi cây mua 2-3 mấy cái cây bé tí tẹo, tiếc đứt ruột luôn. Sau đó mới nâng cấp lên. Bây giờ thì Bico gọi là cái cây giá trị nhất mà mình mua, có am, có đó là gì, Toras, mình không biết nữa, chung là xương xương vậy. Bico bây giờ thì giá giảm mạnh rồi, một tháng giá giảm mạnh. Mình, cái cây giờ giá trị vườn mình thì mình sắp mua nọ, cái nắp ống nọ đấy, nhưng mà mua rồi nhờ anh của nhờ mọi người anh mình mua giùm, anh lấy giùm. Anh có đọc mấy cây về chi thì, nhưng mà tại vì mọi người Thủ Đức, người Bình Dương rồi, nói chung là anh em họ không nhờ cách mua sáng, em phải đợi khi nào xuống để lấy cây, có gì lấy rồi sau thì review lấy cây, còn trường hợp nó chết trước khi review. Mình là ship cây kỹ lắm, không có để lỏng lẻo đâu. Mỗi vị trí là tốn băng keo. Nếu mà các bạn hỏi về tiền mà kiểu như là một tháng bán cây của mình nhiêu, nên chứ cũng tùy đợt thôi, nhưng mà trung bình thôi. Các bạn biết mình là học sinh mà, mình là học sinh trung học cơ sở thôi, mình năm nay 13 tuổi, mà cách tại 2008 năm sau lên lớp 8, tại vì vừa bán vừa học chơi thôi. Nhưng mà nếu mà kiểu các bạn không học, bạn bán thật luôn thì có tiền những bạn kiếm có khi là tầm khoảng 10-20 triệu. Nó thật là chăm cây vì đam mê thôi, bán chỉ là rất nhiều chơi cây thôi. Như đơn hàng này đã xong nha, nhanh gọn lẹ này, tại vì quay mình cần phải hướng dẫn cho các bạn xem thôi, chứ bình thường mình đóng nhanh á. Hộp này 100 gram, hộp này nặng
Chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong những lần sau nha.